cai những tưởng trong rừng này chỉ có vài con quái vật là cùng nhưng không ngờ cậu giết một thì hai con khác lại xuất hiện chúng xuất hiện theo cấp số nhân nhưng điều này không làm khó được cậu với thiên vệ nhận diện điểm yếu đám quái vật sống này nhanh chóng nằm la liệt dưới đất cai dùng thân thủ nhanh nhẹ của sát thủ mà từng nhát từng nhát đâm xuống những điểm yếu của quái vật từng phi tiêu được quăng ra như mưa mỗi cái đều ngắm chuẩn mục tiêu mà đâm tới như mọi lần sau khi bọn chúng toi đời hết cai mới đi lại nhặt lại những thanh đao ngắn mà bản thân đã phóng ra đúng vậy điểm yếu của bọn chúng là ở não và tim vậy nên kỹ năng này không thực sự hiệu quả đối với những quái vật bình thường sau khi thu thập lại toàn bộ vũ khí cậu quyết định tìm thứ khác vui vẻ hơn mình cần một vật thử nghiệm lớn hơn có lẽ mình nên tìm một quái vật khác nhưng vừa bước đi thì cậu cảm nhận được một thứ âm thanh phóng đại đây chính là năng lực của một sát thủ luyện tập mà có hừm bước chân của con người quả thật đằng xa có một bóng người mờ mờ tay cầm theo ngọn đèn đang từ từ tiến lại chỗ này càng ngày càng gần cho đến khi nhìn rõ kanzaki lên tiếng ji shinjuku Kai nhìn rõ người đó thì thôi không cảnh giác nữa, chỉ là có chút khó hiểu chất vấn cô. Kazaki, cậu làm gì ở đây giờ này? Kazaki không chần chừ mà bước qua một đống xác quái vật nằm trên đất, tiến về phía cai. Mình đến tìm vì không thấy cậu trong ký túc, mình đoán có khi cậu ở đây, nên mình đã đến đây và tìm thấy cậu. Cai nghe vậy thì chỉ có thể thở dài. Khu rừng rất nguy hiểm vào buổi tối, cậu nên đi đi. Kazaki nào dễ dàng đồng ý. Cô đã cất công đến đây cơ mà, cô nàng cau mày nói. Cái đó phải là mình nói đấy, cậu biết chứ? Cai biết người con gái trước mắt là người khó nói chuyện, nên đành lên tiếng giải thích cho cô hiểu rõ, mình quen với bóng tối, nhưng cậu thì khác, chiến đấu với quái vật vào buổi tối không giống như ban ngày đâu. Kazaki không muốn nghe, cô quát lên, im đi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cai thôi ý định khuyên người trở về, thành thật trả lời câu hỏi, mình đang thử khả năng thần vệ mới, Kazaki nghi hoặc hỏi, thần vệ mới. Cai hiếm thấy nói quá ba câu, nhưng hôm nay cậu lại giải thích cặn kẽ mọi chuyện, Steady cũng đã nói phải không? Anh ấy nói chúng ta có thể có khả năng thần vệ mới nếu như thần vệ của chúng ta tăng lên. Kazaki cảm thấy cái này có chút thú vị, cô nàng chống tay lên hông, bộ dáng như mấy bà thím hóng chuyện nói, vậy khả năng thần vệ mới của cậu là gì? Kai bây giờ lại không muốn nói chuyện nữa, xoay người muốn bỏ đi, sao mình phải nói với cậu? Kazaki thấy phản ứng của cậu thì tức đến mức mắt cũng đỏ lên, cậu biết mình tới đây vì lo lắng cho cậu mà. Kai quay đầu lại, như nghe được chuyện gì đó buồn cười hỏi lại, cậu lo lắng sao, cậu á, lo lắng cho mình? Kazaki nào có can đảm lập lại mấy lời đó, cộng với ánh mắt đầy khiêu khích của Kai cô nàng nhanh chóng phủi sạch mọi thứ, không, đó chỉ là cách mình nói chuyện thôi. Kai hết hứng thú, xoay người bước đi về hướng khác, không quên nhắc nhở cô, dù sao thì cậu cũng nên về đi, mình sẽ thử năng lực mới một chút. Kazaki tiến lên bước theo sau Kai đề nghị, vậy thì mình sẽ đi với, lời chưa nói xong, có thứ khác đã thu hút sự chú ý của cô, khiến cô phải rời tầm mắt sang hướng nó. Kazaki kinh ngạc hỏi Kai, này, làn khói đó là gì vậy? Hỏi, phải, bên kia cánh rừng nói chính xác hơn là ký túc của bọn họ đang cháy rất lớn ngọn lửa tưởng chừng như nuốt chửng mọi thứ toàn bộ căn nhà ngập trong biển lửa mà bên trong đó còn có lũ quái vật không phải một mà là nhiều con chúng nó ham he gầm gừ tấn công mọi người lúc này một quái vật khổng lồ đang đuổi theo một bạn học nữ nó vồ đến muốn nuốt chửng cô ấy bạn học nữ cố chạy nhưng lại va phải một con khác trong lúc nguy cấp một ánh kiếm xanh lam xuất hiện chặt đứt đầu nó midu đưa tay đỡ lấy bạn học sau đó ôn tồn hỏi cậu ổn chứ bạn học vẫn còn hoảng sợ Giọng chỉ có thể run run đáp, "Ừm, um, cảm ơn cậu." Chỉ một thoáng sau đó, xung quanh hai người đã bị bao vây bởi lũ quái vật khác, bọn nó đến càng lúc càng đông. Midu nhịn không được mà chửi thề, chết tiệt, bọn chúng đang đến ngày càng nhiều, nói rồi cũng nhảy vào đấu với bọn chúng. Rena cũng đang trong đám hỗn loạn này, cô nhìn bọn quái vật rồi lên tiếng, "Ngay lúc mình đang chuẩn bị ngủ, chuyện quái gì xảy ra với chúng vậy?" Bạn học khác đi đến phía sau cô nhắc nhở, "Không có thời gian để cần nhàn đâu, xử lý chúng thôi." Ký túc xá cháy lớn. Kai cùng Kanzaki đương nhiên chạy về, hai người họ dùng khinh công nhanh nhất có thể trở lại. Kanzaki hoảng hốt: "Ký túc của chúng ta đang bốc cháy sao?" Narumi nhìn thấy hai người chạy đến thì nở nụ cười, thật mừng vì hai cậu vẫn an toàn. Kai thắc mắc một bụng từ nãy đến giờ, giờ mới có dịp hỏi: "Mình chỉ mới ra ngoài một chút, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?" Narumi thành thật nói: "À, mình cũng không chắc nữa, mình thức dậy vì thấy cháy và rồi những con quái vật này ở khắp nơi. Với tính cảnh giác cao của mình, Kai có thể đơn giản mà nhận ra bất thường." Đây là việc do con người làm, tên cầm đầu đang ở đây thôi, hãy tìm và bắt hắn ta. Đột nhiên, một âm thanh cười giòn giã vang lên cùng với giọng nói đầy vẻ thú vị, "Suy luận tốt đấy, các ứng viên anh hùng." Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về kẻ đầu sỏ, không ngờ hắn lại là Steady. Đám ứng viên anh hùng đều kinh ngạc, Steady đáp lại họ là nụ cười vui vẻ của tiến sĩ. Cai là người bình tĩnh nhất ở đây, cậu lên tiếng chắc chắn nói ra suy luận của mình, "Tôi đang tự hỏi sao đám quái vật này có thể chui vào đây được, nhưng bây giờ thì tất cả đều có lý." Đây là tất cả quái vật từ phòng thí nghiệm của anh đúng không? Steady như kẻ tâm thần, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như mọi ngày, dù cho bản thân đang muốn làm việc kinh tởm. Chúng là những chú chuột bạch dễ thương của tôi, hơn nữa tôi có cho chúng uống một vài loại thuốc để trở nên mạnh hơn vì trước đây chúng quá yếu đuối. Câu trả lời này chọc đến lửa giận trong người cai. Cậu hỏi, mục đích của anh là gì? Giết các ứng viên anh hùng sẽ mang lại lợi ích gì cho anh? Steady thành thật trả lời, đây là lệnh từ cấp trên, tôi được ra lệnh để tiêu diệt các ứng viên anh hùng cho dù khi làm vậy tôi sẽ mất đi chức vụ hiện có, tôi không ghét gì các cậu đâu, nhưng tôi sẽ giết các cậu. Kazaki như nắm được mấu chốt, cô nàng thắc mắc, lệnh từ cấp trên sao, khoan đã, ý anh là Leonora-san. Steady giờ đây mới chậm rãi đứng dậy, anh ta ôn tồn đáp, không, đương nhiên là không rồi, tôi đâu có nói đến con cáo giả đó. Dừng lại một chút sau đó anh nói tiếp, làm mọi người nơi đây kinh hãi, đây là lệnh từ chúa quỷ. Narumi không kiềm chế được mà hét lớn, anh là gián điệp của chúa quỷ sao. Đúng vậy, và nếu tôi hoàn thành tốt công việc này, tôi cũng sẽ có được chức vụ nhà nghiên cứu ở đó." Cai nghiến chặt răng, ánh mắt như chứa dao sắc bén nhìn về phía Steady, "Phải chăng anh đã lún quá sâu vào bóng tối, đến mức những gì anh quan tâm là nghiên cứu quái vật sao?" Steady không muốn nhiều lời, anh ta chỉ đơn giản đẩy gọng kính lên, luôn thần bí như vậy mà dõng dạc nói, "Tôi xin lỗi, nhưng xã hội loài người không thể hiểu hết bản chất thật sự của những thứ bí ẩn mà chúng tôi gọi là quái vật." Đám cháy vẫn cứ ngày một lớn dần, mọi người vẫn cố gắng từng giây chiến đấu với đám quái vật Steady đứng ở trên cao, anh ta nhìn xuống đám hỗn loạn phía dưới cứ như nhìn thấy vương quốc của mình, mà cai cùng mọi người cũng đang nhìn lên anh ta. Steady không muốn bọn họ ngừng tay một giây nào, anh ta ra lệnh cho đám quái vật đứng cạnh mình tấn công. Vậy mà bọn chúng quả thực nghe lệnh, lập tức nhảy từ trên đài cao xuống bên dưới, hướng đám người cai mà đánh. Cai cảm thấy tình thế này có phần nguy hiểm rồi, lập tức ra hiệu với Kanzaki, "Kanzaki, tôi biết rồi." Hình như đã là đồng đội của nhau trong một ngày hôm nay, nên độ ăn ý của hai người cũng tăng lên. Kanzaki vậy mà hiểu lời của Kai, cô dùng thần vệ ra lệnh, "Đứng yên đó." Sau khi bọn quái vật đứng im bất động, cô lại tiếp tục thôi miên, "Kẻ thù của ngươi đang ở ngay trước mặt kìa." Steady như đã biết trước mọi thứ anh ta nhếch môi, mở miệng bình thản nói, "Vô ích thôi, hãy thức dậy, lũ quái vật của ta." Quả thật anh ta chẳng phải đang đùa, chỉ một câu đó, pháp thuật của Kanzaki liền bị vô hiệu hóa, đám quái vật đã thức tỉnh, Kanzaki bàng hoàng không thể tin làm sao có thể xảy ra chuyện này. Steady cười đến là vui vẻ. Anh ta chậm chạp giải thích cho cô nhóc hiểu, tôi là một nhà khoa học em có biết điều này không? Tôi biết cách xử lý những con quái vật phản bội. Rồi anh ta chốt bằng một câu, tấn công. Đám quái vật tiến lên như được nạp năng lượng, bọn chúng hung hăng hơn bao giờ hết. Đột nhiên Kai không biết từ bao giờ đã đứng phía sau Kanzaki, cậu nhỏ giọng bảo, Kanzaki, hãy lùi lại. Rất nhanh, Kanzaki liền biết ý của Kai là gì, chính là để cậu tự ra tay, chỉ bằng một con đao nhỏ. Kai cắt ngang cổ tất cả đám quái vật xanh đang gầm gừ, từng con từng con ngã xuống. Steady gần như đã trở nên điên dại. Anh ta cười đến quái dị, khuôn mặt méo mó. Aha, ha ha, còn rất nhiều nữa. Cái thứ đó từ đâu ra vậy? Như lời anh ta nói, còn rất nhiều quái vật. Bọn chúng lớn bé đều xông lên, dường như không giết hết ứng viên anh hùng thì bọn nó cũng sẽ không biến mất. Cai dựa vào bản năng sát thủ của mình mà nhanh nhẹn di chuyển. Chiêu cũ, cậu như cơn gió lướt qua từng con trong đám quái vật, dùng đao nhỏ cắt vào điểm yếu của chúng, máu tươi chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả một góc sân huấn luyện. Một con quái vật khổng lồ, thừa dịp cai đang xử lý thần lằn, nó chuồn đến sau lưng cậu dơ dều muốn đòi mạng nhưng với giác quan nhạy cảm của mình cai nhanh chóng nhận ra rồi tránh khỏi đòn chí mạng đó rồi cậu lại nhanh như chớp mà xoay người cho nó một cú đá đến rơi cả răng quái vật khổng lồ ngã xuống trong ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người đứng xung quanh cai nhanh chóng xử gọn tất cả quái vật cậu vẫn trong tư thế sẵn sàng nghênh đón khiêu chiến nhưng đám quái vật thấy đồng bạn của mình đều chết thảm như vậy bọn nó cũng không dám tiến lên đứng chần trừ một chỗ steady trên cao đương nhiên quan sát thấy hết toàn bộ những gì đã xảy ra bên dưới anh ta không tin mà thốt lên. Ngươi ngươi đang làm gì vậy? Tên đó thậm chí còn không có sự bảo vệ thần thánh nào mạnh mẽ cả. Cai đứng bên dưới nhìn đến Steady sau đó cậu nhanh chóng kích hoạt thống trị đánh giá. Tên Steady Archem, tuổi 28. Giới tính, nam, tấn công ép, phòng thủ ép, tốc độ ép, sức khỏe ép, mana ép, tình trạng, bán quỷ, kỹ năng, phù thủy ảo ảnh cấp 1. Cậu chỉ là chú ý đến dòng cuối mà thôi, kỹ năng, phù thủy ảo ảnh cấp 1, mình nhìn thấy rồi. Cậu lại nhớ đến lời của Steady hôm đầu tiên gặp mặt, lý do thống trị của Kanzaki không hoạt động là vì những con quái vật đang nhận được mệnh lệnh từ một người sử dụng kỹ năng mạnh hơn. Bạn không nhận thức được điều đó, đúng không? Những con quỷ mạnh có thể dùng thống trị để kiểm soát lũ quái vật. Steady nhịn không được chửi tục một câu, mẹ nó, tao đã không muốn dùng đến nó, nhưng mà giờ tao chẳng còn lựa chọn nữa rồi. Nói rồi anh ta lại đột ngột huyết sáo, tiếng huyết sáo này trực tiếp làm mọi người sửng sốt. Cai cảnh giác hỏi anh ta, ngươi đã làm gì? Steady không thấy chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào, anh ta vẫn thản nhiên nở nụ cười với cậu, sẽ biết ngay thôi mà. Cai chậm chậm bước lên, cậu muốn dừng lại mọi chuyện, lên tiếng đề nghị, hãy kết thúc chuyện này trước khi quá muộn. Đột nhiên, cảm nhận được bất thường, cậu đột ngột nhảy lên cao, vừa bay lên thì bên dưới chân đã xảy ra một đám nổ lớn, khói bụi bay khắp nơi. Cai an toàn đáp xuống ở nơi xa chỗ ban nãy, cậu nhìn chằm chằm vào cục lửa kỳ lạ kia, chẳng mấy chốc nó đột ngột thay đổi hình dạng, từ một đám lửa chẳng có hình thù, giờ đây đã nhìn ra hình dáng của một con rồng cái quái gì thế này con rồng hung dữ nó vỗ cánh bay lên miệng không ngừng nhả lửa xuống chỗ ứng viên anh hùng bên dưới steady vui vẻ khi thấy thú cưng của mình đã đến anh ta cười khoái chí ha 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 giọng nói biến thái của anh ta lại lần nữa vang vọng khắp trại huấn luyện anh ta không giấu nổi tự hào mà giới thiệu một con rồng đỏ lá bài tẩy của ta đấy rồng đỏ nhìn xuống bọn họ bên dưới dây tiếp theo nó dùng đuôi của mình vẫy mạnh một cái làm bể cả ống khói rồi lao thẳng đến bọn họ Narumi nhìn đống gạch vụn không ngừng rơi xuống sợ hãi thốt lên, cái gì? Kanzaki sắc mặt tái nhợt, cô lẩm bẩm như người mất hồn, không thể, chúng ta không thể né tránh được nữa. Kai thấy những tảng đá sắp đến chỗ bọn họ nhưng Kanzaki cứ đứng bất động nên đành lách người che chắn kéo cô ra nơi khác. Rồng đỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ chưa từng rời mắt, Kai cứu được người thì ôn tồn hỏi, cậu không sao chứ? Kanzaki bất ngờ chỉ có thể gọi được tên của cậu, Shinjuku. Kai thấy ổn thỏa thì hỏi an toàn người còn lại, Narumi, tôi tôi ổn, chắc chắn mọi người đều an toàn thì Kai mới nói tiếp, cuộc tấn công tiếp theo đang đến hãy đưa Kanzaki đi ngay, đã rõ. Narumi không chần chừ mà lập tức đưa Kanzaki rời đi, cùng lúc đó con rồng cũng đang tiến về phía họ. Kai quan sát một chút rồi đắc ý, nó đây rồi, điểm yếu của con rồng đã lộ ra khi Kai dùng thần vệ, mình có thể thấy nó. Kai lập tức dùng đao rạch một đường từ điểm yếu của rồng đỏ đi xuống hòng muốn kết thúc sinh mạng của nó. Nhưng hình như cậu đã nhầm rồi, quả nhiên thú cưng đáng tự hào nhất của Steady nó không đơn giản như cậu nghĩ, rạch xong một đường nhưng con rồng chẳng hề hấn gì cậu cầm cây đoàn đao bị gãy một nửa trong tay ánh mắt giò xét nhìn đến kẻ thù nó quá cứng mình không thể cắt nó với lực tấn công hiện tại của mình được nhìn con rồng đang càng lúc càng nổi điên lòng cai cũng ngày một nóng như lửa đốt mình nên làm gì đây đột nhiên một giọng nói khinh bỉ có phần quen thuộc vang lên kéo sự chú ý của mọi người nhìn xem này đúng là một kích thước hoàn hảo cho con mồi của mình arasi đứng trên mái nhà nở nụ cười đắc ý gương mặt lấm lem do lúc nãy cùng đám quái vật kia chiến đấu cậu ta vừa nói xong đã nhanh chóng nhảy đến chỗ rồng đỏ thân vệ vụ nổ hủy diệt kích hoạt chết đi đấm xong con quái vật cậu ta tự tin đáp xuống mặt đất còn vui vẻ mà cười lớn nhìn về quái vật mỉa mai ha ha mày thấy thế nào hả con thần lằn khốn kiếp kia nhưng sự tự tin đó chẳng kéo dài được bao lâu khi cậu ta nhận ra điểm bất thường hửm đã quá muộn rồng đỏ đã trực tiếp phun lửa đốt cháy arasi may mắn arasi thân thủ nhanh nhẹn cậu ta nhanh chóng thoát khỏi đám lửa đó nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong rồng đỏ vẫn còn sống cai mới lên tiếng Chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt nó. Arasi bản tính kiêu ngạo từ đó đến giờ, với việc cậu ta căn bản chẳng ưa Kai làm sao có thể dễ dàng đồng ý, hả? À, tại sao tôi lại phải cần cậu chứ? Kai biết người này chẳng thích mình, nhưng cũng không còn thời gian để đôi co, cậu đành giải thích để thuyết phục, tôi có thể thấy được điểm yếu của nó, nhưng lại không đủ sức mạnh để tấn công nó. Arasi không phải đứa ngốc, nghe đến đây cậu ta đã hiểu ý của Kai nhưng với bản tính không chịu khuất phục thì cậu ta lại cười mỉa mai đáp, "Vậy cậu cần sự giúp đỡ của tôi sao?" tôi không có nhu cầu chung nhóm với tân binh đâu. Cai chẳng nhiều lời vô ích nữa, mắt vẫn dán lên con quái vật phía trước, nó sắp tới rồi đấy. Quả nhiên, ngay sau câu nói đó, rồng đỏ dùng đuôi mà quét qua chỗ hai người bọn họ, cũng may nhờ sự nhắc nhở của Cai trước đó mà Arashi kịp thời tránh được một đòn này. Rồng đỏ sau khi nhiều lần muốn diệt bọn họ mà không thành nó đã thực sự tức điên lên, tiếng gầm dữ tợn vang lên liên hồi. Arashi đang quan sát nó đột nhiên, không thể nào, giọng nói hoảng sợ của cậu ta hòa cùng với ngọn lửa dữ tợn làm một phải mất một lúc cậu ta mới thoát khỏi ngọn lửa địa ngục đó hớt hãi chạy ra thoát được một kiếp rồi cậu ta mới đứng lại tức giận nhìn đăm đăm quái vật cai vẫn đứng một chỗ từ nãy đến giờ cậu vẫn muốn cùng người kia hợp tác nhưng cũng chẳng hy vọng mấy cậu nghĩ mình có thể hạ gục nó một mình thì cứ đi trước đi arasi biết mình bị xem thường dù lửa thiêu đến tả tơi nhưng vẫn mạnh miệng tên khốn kiếp này dù thế nhưng cậu ta biết mình không thể diệt được nó một mình đành thỏa thuận thế nó ở đâu điểm yếu của nó ở đâu cai muốn nhanh chóng kết thúc việc này nên lập tức nói ra có một cái vảy trên cổ nó bị lật ngược đã nhìn thấy chưa Arashi vừa nhìn vào đã nhận thấy là cái đó sao cai thấy người kia đã nhìn ra thì bắt đầu nói đến kế hoạch bản thân đã vạch sẵn tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó trong khi đó cậu sẽ dùng thần vệ phá hủy nhắm vào cái vảy đó có được không Arashi lâu rồi chưa cảm thấy kích thích như vậy cậu ta bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc giọng đầy tính hiếu chiến tất nhiên là được rồi Steady bên trên tháp cao đã nhìn được hết thảy mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ anh ta bùng nổ hét lớn Mày đứng được ra đó làm gì hả? Giết chúng đi ngay đi rồng đỏ. Con rồng đỏ bị ra lệnh dưới sự điều khiển của Steady như tiếp thêm sức mạnh nó gầm gừ điên cuồng. Cùng lúc đó cũng phóng ra rất nhiều hạt lửa tạo thành một màn gió lửa bụi. Cai cùng Arasi đều đồng thời bị trận gió này đẩy lùi lại về phía sau. Con rồng sau khi ra uy với bọn họ thì bắt đầu tiến đến tấn công. Từng bước đi của nó đều làm cho mặt đất rung chuyển. Cai không đợi nữa, cậu quyết định ra tay trước chém thật nhiều nhát vào người nó. Sau khi xác định rằng nó đã chú ý đến mình thì cậu bắt đầu kế hoạch dương đông kích tây với Arasi, cậu hô lớn với rồng đỏ, đến đây. Con rồng thật sự bị chọc tức, nó chuyển hướng đuổi theo Kai, nó liên tục há miệng muốn nuốt trọn người vào bụng, nhưng hết lần này đến lần khác Kai đều tránh được khỏi móng vuốt của nó. Cho đến khi đã đạt đến mục đích, Kai mới dừng lại, cậu quay sang ra quát lớn cho Arasi thông báo thời cơ đã chín mùi. Arasi đã đứng đợi từ nãy đến giờ, sau khi được người kia ra hiệu thì lập tức nhảy đến. Cậu ta trượt dài luồn phía bên dưới quái vật, sau khi xác định được chiếc vảy nằm ngay bên trên mình thì không chờ đợi gì nữa mà tặng cho cái thứ khổng lồ này một cú đấm chết đi con thần lằn khốn kiếp thần vệ phá hủy kích hoạt ngay sau đó con rồng đỏ ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng kinh động trời đất sau tiếng gầm khủng khiếp đó con quái vật đáng sợ này cuối cùng cũng bị tiêu diệt cạn kiệt mà ngã thẳng xuống đất steady bên trên nhìn thú cưng của mình từ từ ngã xuống anh ta không tin nổi mà lắp bắp mở miệng cái gì arasi vui vẻ không tả nổi cậu ta nhìn xác con quái vật ngã xuống ngay cạnh mình nhị không được đi lại tặng nó thêm vài cước, dễ thật đấy. Cai không nhìn nổi dáng vẻ ngạo mạn của người này nữa, cậu quyết định bỏ đi để bảo vệ mắt mình. Cậu tạt tơi thế này mà còn dám nói câu đó à? Arashi bị nói trúng tim đen, lòng tự trọng trỗi dậy mà hét lớn, im lặng đi. Cai không quan tâm người kia cho lắm, cậu ngước nhìn lên trên pháo đài, à đúng rồi, cậu đã mất quân bài chủ chốt rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục à? Steady nhìn thấy người ta hỏi mình, run thì có run nhưng vẫn mạnh miệng, tất nhiên rồi, tôi vẫn còn rất nhiều quái vật nữa. Nhưng anh ta chưa đắc ý được bao lâu, đã nhận ra sự bất thường của tụi quái vật của mình ở dưới kia, bọn nó đang không ngừng đánh lẫn nhau chứ không hề có ý muốn đánh với ứng viên anh hùng. Lúc này, một giọng nói vang lên, "Chúng tôi đã xử lý xong những con quái vật khác rồi." Một ngày sau sự cố do Steady gây ra, Leonora cũng cùng với kỵ sĩ quay trở về, cả vương quốc đều được canh chừng nghiêm ngặt. Trong tòa lâu đài, giọng của Leonora vang lên cùng với sự kinh ngạc, "Không thể tin được lại có chuyện như vậy xảy ra khi ta không có ở đây." narumi không hề cảm thấy sự áy náy nào phát ra từ người phụ nữ này điều đó làm cậu khó chịu không kiểm được mà lên tiếng chính cô là người đã để steddy phụ trách dạy chúng tôi mà cô không biết điều gì sao cô không định xin lỗi ư ừ. leonora trong bóng tối nhếch mép một cái nhưng cũng không để ai nhận ra bà ta vẫn luôn làm điệu bộ kinh ngạc nói tiếp vâng ta xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm lời này làm mọi người đều chấm hỏi đầy đầu leonora không muốn mọi người hoang mang quá lâu bà ta lại lần nữa mở lời cho phép ta được sửa lại lời nói của mình ý của ta là ta không nghĩ rằng một tên thuần hóa quái vật yếu ớt như thế có thể gây ra thiệt hại lớn như vậy mọi người trong điện đều hướng mắt về bà ta không rõ người này có ý gì rena là người can đảm đứng lên hỏi rõ chờ đã nào ý cô là gì hai người biết anh ta là gián điệp của quỷ mà vẫn giữ anh ta ở lại sao leonora cây ngay không sợ chết đứng bà ta giải thích ta đã nói với cô cậu rằng việc huấn luyện của mọi người sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn phải không và những chuyện đã xảy ra chỉ là một phần của điều đó thôi một ứng viên anh hùng bức xúc về những câu nói vô tâm của bà ta cậu lớn tiếng chúng tôi suýt chết đó cô có biết không anh ta đã đốt mọi thứ trong khi chúng tôi còn đang ngủ lời trách mắng còn chưa hoàn thành thì kỵ sĩ đã nhăn mặt tiến lên trước chặn lại đừng trẻ con nữa đó là lỗi của các người vì đã không cảnh giác vào ban đêm lời này quả nhiên chọc đến mọi người ai cũng đều không nói ra lời cai quan sát nhất cử nhất động của mọi người từ nãy đến giờ cậu không phải không đồng tình với các bạn học của mình nhưng cũng phải nói ông ấy nói đúng họ đã không nhận ra quái vật đến cho tới khi đã quá muộn nhưng vẫn thật vô lý khi họ lại mong đợi điều gì đó tốt hơn từ những học sinh trung học bình thường. Leonora bỏ qua những ánh mắt căm hờn từ mọi người, bà ta vẫn bình thản mà lên tiếng nói tiếp, bây giờ, hãy đến với chủ đề chính, tiếp theo các người sẽ đến thăm thủ đô Hoàng gia. Mizu là người đầu tiên đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ làm gì ở đó? Bà ta nói rõ, trọng tâm của lần này là tiết lộ danh tính các ứng cử viên anh hùng. Một cuộc diễu hành công khai sẽ được tổ chức tại thủ đô Hoàng gia, các người sẽ ở trên sân khấu với tư cách là diễn viên dẫn đoàn. Buổi tối đến cũng thật mau, hôm nay là một buổi tối yên bình hoàn toàn khác so với đêm kinh hoàng hôm qua kỵ sĩ cưỡi ngựa đi phân phó với lính canh hôm nay chỉ có như vậy thôi hãy nghỉ ngơi một chút cho đến khi mặt trời mọc đám lính canh đồng loạt hô đã rõ mọi người trên đường đi đến cung điện hoàng gia không có đến quán nghỉ chân chỉ đành dựng những chiếc lều nghỉ tạm qua đêm hai ba người sẽ ở cùng nhau trong một lều cùng với một đám lửa nhỏ sưởi ấm giọng arasi vang lên hình như đang trò chuyện cùng với bạn mình tao nghĩ có khoảng 30 thôi cậu ta vừa nhai đồ ăn ngấu nghiến vừa nói Mấy người xung quanh nghe xong chẳng hiểu gì hết chỉ đành ngốc ngốc hỏi lại, 30 cái gì vậy? Arashi-san, Arashi nhìn xung quanh một lượt rồi đáp, là số lính đi cùng với chúng ta. Và theo những gì tao có thể thấy thì họ không có gì ấn tượng. Một cậu bạn trong đó có chút thắc mắc, chà, em cá là anh có thể hạ gục bất kỳ ai trong số họ chỉ bằng một cú đấm, nhưng mà anh có ý gì hả? Arashi nhíu chặt mày, hận rèn sắt không thành thép mà dầm gì lên tiếng, cậu không hiểu à, cơ hội hành động đến rồi. Một người khác giờ mới vỡ lẽ, phải phải rồi xung quanh chúng ta lúc nào cũng có rất nhiều lính, nhưng bây giờ chỉ còn 30 người thôi, áo hồng đồng tình, so về số lượng thì chúng ta hơn họ nhiều. Arashi cắn miếng thịt, vừa cắn vừa nghiến răng chửi rủa, rõ ràng là bọn chúng đang đánh giá thấp chúng ta. Nhìn đến đám lính canh có vẻ vì đi đường xa mà giờ này có người đang ngáp ngắn ngáp dài, Arashi lại nói tiếp, tao cá là họ thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến việc chúng ta có thể phản động lại. Cậu ta vui vẻ thông báo với đồng bọn, tối nay chúng ta sẽ hành động, gọi Narumi và nhóm của cậu ấy đến đi. Kai đứng núp sau lều bọn họ một buổi trời, cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của đám Arasi, cậu dựa lưng vào lều thầm đồng tình với phán đoán của bọn họ. Họ nói rất đúng, quả thật có rất ít lính canh đi cùng chúng ta, mà bọn họ cũng không được huấn luyện tốt. Nhưng đó chỉ là vì Leonora và Guy Tin rằng họ có thể tự mình kiểm soát chúng ta thôi, mình cần thêm thời gian để tìm hiểu tại sao họ lại tự tin đến vậy. Sau đó, Kai lặng lẽ rời đi, cậu muốn đến tìm một người, Midu, chúng ta có thể nói chuyện không? Trời đã rất khuya, hầu như ứng cử viên anh hùng ai nấy cũng đều đã vào lều của mình để nghỉ ngơi rồi chỉ còn lính canh vẫn luôn đi xung quanh. Nhưng chính đám lính đó không hề hay biết, nhóm người Arasi đã chuồn vào khu rừng từ lâu, giờ đây bọn họ tập hợp thành một nhóm quan sát từng nhất cử nhất động của lính canh. Arasi lên tiếng, cậu nghĩ những tên không canh gác đều đã ngủ say hết rồi chứ? Narumi đáp, có vẻ là vậy, Arasi chỉ chờ có thế, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ngay khi bọn họ định tiến hành kế hoạch, thì giọng Midu vang lên cắt ngang, Arasi, đợi đã. Đám người của Arashi đều giật mình khi nhìn thấy Midu dẫn theo nhiều người như vậy đến đây. Nhưng Midu làm ăn nhanh gọn, cậu không để lãng phí một giây nào mà lên tiếng trước. Tôi nghe nói cậu đang cố giết Leonora-san và gai Assan san Arashi nhăn mày khi bí mật bị lộ, cậu ta gần giọng, thằng nào nói mày biết. Midu đương nhiên không khai ai ra cả, cậu chỉ đơn thuần trả lời, tôi chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang qua thôi. Rena cũng lên tiếng, các cậu thật sự nghiêm túc muốn làm điều này sao, tôi biết họ rất phiền phức, nhưng điều này thật điên rồ mà. Arashi tức giận, hắc tuyến đầy đầu phản bác chính chúng mày mới là người điên rồ đấy chúng ta sẽ để cô ta đối xử với chúng ta như một con chó đến khi nào nữa midu muốn lên tiếng xoa dịu tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu đã đi quá xa rồi chúng ta có thể nghĩ đến một cách khác arashi đương nhiên không tin lời midu và những người khác cậu ta chửi bới tất cả những gì mày làm chỉ là nói suông thôi mày có kế hoạch gì không midu không do dự mà nói lên suy tính của riêng mình tôi sẽ trở thành quân cờ tốt của leonora san và đánh bại chúa quỷ Đổi lại tôi sẽ khiến cô ấy đảm bảo an toàn cho mọi người. Arashi chẳng tin tưởng chút nào với kế hoạch vớ vẩn này của Midu, mày thực sự nghĩ rằng người phụ nữ đó sẽ nghe mày à? Nhưng Midu Sugi là ai chứ? Cậu chính là người có cái đầu lạnh nhất trong các ứng viên anh hùng, cậu dùng sự kiên định của mình, nhìn thẳng vào mắt Arashi nhằm thuyết phục người kia hãy tin tưởng mình, tôi tin rằng tôi sẽ có quyền đàm phán khi mình trở nên mạnh hơn. Arashi rời mắt đi, không nhìn nổi đôi mắt kia nữa, cậu ta có phần lung lay nhưng vẫn cương quyết bảo vệ kế hoạch của mình, vẫn không thể được đâu. Hơn nữa tao không cần người như mày bảo vệ, và bây giờ thì bọn mày hãy tránh đường đi, tao chỉ muốn trở về thế giới của mình thôi. Midu thấy bản thân rốt cuộc chẳng khuyên nổi người cứng đầu này, cậu chỉ đành lớn giọng nếu cậu thực sự muốn làm điều này, thì chúng tớ sẽ ngăn cản cậu. Arashi tức điên lên mà chửi tục, mấy kẻ khốn kiếp, chúng mày rồi sẽ hối hận. Lời vừa dứt, cậu ta xông lên đánh thẳng một cú vào mặt Midu mà không hề báo trước, Midu trở tay không kịp bị một cú này đánh ra sau lùi lại một đường. Bản thân cậu cảm thấy bất ngờ với sức mạnh ghê gớm này của Arashi, Arashi bên này cũng bất ngờ không kém, không thể tin được tên khốn nạn này lại thực sự chặn được đòn tấn công của mình. Cả hai còn đang thất thần thì đột ngột giọng nói của một lính canh đằng xa vang lên, các cậu đang làm gì ở đó thế? Cả Midu và Arashi đều bất ngờ, không ngờ lại gây ra tiếng động lớn như vậy, Midu luôn nhanh nhẹn lần này cũng vậy. Cậu nhanh chóng lên tiếng trả lời bên kia, xin lỗi nhé, chúng tôi chỉ đang thảo luận vài chuyện thôi. Quả nhiên, với quả mặt uy tín của Midu thì đám lính này tin tưởng như thật, bọn họ xoay người bỏ đi, kèm theo lời dặn dò, chúng ta sẽ phải dậy sớm vào ngày mai đấy, đi ngủ đi. Midu còn đang nhìn theo bóng lưng hai lính canh kia thì cậu bị tiếng thở dài bực bội của Arashi kéo về, chật, chuyện này thật chán ngấy mà. Cậu ta vừa đi về lều vừa chửi mắng một tiếng, tao đã chịu đựng đủ lũ yếu đuối bọn mày rồi. Nói chuyện với bọn mày cũng vô ích, Midu cũng chẳng biết nói làm sao, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng Arashi rời đi. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn